À, xin chào bạn. Tiếp tục trong cái chuyên đề của bài học ngày hôm nay thì chúng ta học cách sử dụng hàm sum if. Đây là hàm tính tổng có một điều kiện. Thì trước khi chúng ta học vào cái hàm này thì tôi sẽ hướng dẫn một số hàm mà chúng ta thường xuyên phải tính toán. Hàm đầu tiên là hàm sum. Đây là hàm tính tổng không có điều kiện. Khi chúng ta muốn tính tổng cho một vùng nào đó thì chúng ta sử dụng là hàm sum. Hàm thứ hai là hàm Everest. Đây là hàm tính trung bình tổng. Được chưa? Tiếp theo là hàm max, là hàm so sánh lấy ra giá trị lớn nhất. Min là hàm so sánh lấy ra giá trị lớn nhất. Min là hàm so sánh lấy ra giá trị lớn nhất. Rồi bây giờ tôi sẽ có một cái số ví dụ như thế này đi. Giả sử tôi muốn tính tổng cột xuất kho chẳng hạn, tôi muốn tính tổng cột xuất kho. Thì tính tổng không có điều kiện gì cả thì chúng ta sử dụng là hàm sum. Sum là hàm tính tổng không có điều kiện. Bây giờ tôi muốn tính tổng cho cả cái vùng này thì chúng ta sử dụng hàm sum. Trước hết chúng ta đánh dấu bằng này. Sum thì đánh là sum. Đây là hàm tính tổng. Rồi chúng ta sử dụng phím tab. Chúng ta sử dụng phím tab ở trên bàn phím để chúng ta chọn hàm sum đó. Được chưa? Tiếp theo là bôi đen vùng cần tính. Chúng ta bôi đen vùng này. Sau đây đóng ngoặc. À thì chúng ta sẽ được kết quả. Tôi tính tổng cho cái vùng này đi. Tôi tính tổng vùng này thì tôi sử dụng hàm sum. Bôi đen vùng cần tính. Enter. À thì chúng ta biết là tổng của vùng đó là 55. Ví dụ thứ hai là gì? Chúng ta sẽ tính trung bình. Tôi muốn biết trung bình của cột xuất kho này là bao nhiêu. Muốn biết trung bình của cột này là bao nhiêu thì chúng ta sử dụng hàm average. Khi chúng ta đánh hàm đấy, chúng ta không cần phải đánh hết, chúng ta cứ gõ mấy chữ cái đâu được. Khi nào tên hàm xuất hiện đầu tiên là ok, không cần đánh hết. Tiếp theo chúng ta sử dụng phím tab để chúng ta chọn hàm. Ok chưa? Và bôi đen vùng cần tính. Đây là vùng cần tính. Tôi muốn biết trung bình của cái vùng này thì chúng ta sẽ bôi đen. Đóng ngoặc. Enter. Và mấy hàm này cách sử dụng như nhau đó, chúng ta thay đổi tên hàm là được. Max là hàm so sánh lấy ra giá trị lớn nhất. À tôi thử so sánh trong vùng này số nào lớn nhất. Thì khi chúng ta nhìn mặt thường thì chúng ta biết là số 10 chắc chắn là số lớn nhất. Tuy nhiên nếu mà dùng công thức max bôi đen vùng cần so sánh, đóng ngoặc, enter, chắc chắn là số 10. Và nhỏ nhất thì dùng hàm min. Đây là hàm so sánh các số trong một vùng nào đó, số nào nhỏ nhất thì lấy. Tôi có thể áp dụng cho một vùng khác. Tôi áp dụng cho cột có tên là tồn kho này đi. Tôi xem số nào nhỏ nhất trong vùng này. Min. Đóng ngoặc. Được chưa? Rồi, quay lại cái chuyên đề chính là chúng ta học cách sử dụng hàm sum if. Sum if là hàm tính tổng có một điều kiện. Sum if là hàm tính tổng có một điều kiện. Cấu trúc của hàm sum if là: thứ nhất là vùng điều kiện cần tính. Vùng điều kiện cần tính. Tiếp theo là điều kiện tính là gì, đúng không ạ? Tiếp theo là vùng mà chúng ta cần tính. Vùng cần tính. Rồi chúng ta có một số câu hỏi như thế này. Bây giờ anh chị hãy tính tổng tiền trong cột có tên là nhập kho. Nhưng mà điều kiện là gì? Chúng ta chỉ tính tiền cho những cái mặt hàng thuộc loại hàng là số 3, đúng không ạ? Loại hàng là 3 này này. Anh chị hãy tính tiền nhập kho, tổng tiền nhập kho cho những loại hàng là số 3. Thì chúng ta sử dụng hàm sum if.
3 là điều kiện cần tính và loại hàng là vùng chứa điều kiện. Đây là vùng chứa điều kiện. 3 là điều kiện cần tính. Nhập kho là vùng cần tính. Rồi, chúng ta sử dụng hàng sang ít. Thứ nhất, vùng điều kiện là loại hàng. Chắc chắn đúng không ạ? Vậy này. Điều kiện tính là gì? À, loại 3 thì chúng ta đánh giá. Bấm vào số 3 luôn. Vùng cần tính là nhập kho thì chúng ta vô đen nhập kho. Đúng không ạ? Okay. Câu thứ hai yêu cầu là gì? Tính tổng tiền xuất kho của các mặt hàng có tên là tôm. Chúng ta muốn biết là gì? Tôm bán xuất kho được bao nhiêu tiền? Tôm xuất kho được bao nhiêu tiền? Xong ít. Điều kiện ở đây là tôm thì chắc chắn tên hàng là vùng chứa điều kiện. Đây là vùng chứa điều kiện. Vậy điều kiện cần tính là tôi tính cho mặt hàng là tôm thì tôi chọn là tôm. Vậy vùng tính là xuất kho thì tôi sẽ bôi đen cột xuất kho. Đúng không ạ? Enter. Bây giờ cũng là cột xuất kho tiếp nhưng mà nó lại thêm một điều kiện là gì? À, tôi tính tổng cho cột xuất kho cho những mặt hàng nào có xuất kho là lớn hơn 200.000. Ba, sum này, if này. Vùng điều kiện là xuất kho. Điều kiện là xuất kho lớn hơn 200. Lớn hơn 200 thì chúng ta đánh dấu một kép, lớn hơn 200. Đóng một kép. Vùng cần tính là xuất kho luôn. Tuy nhiên nếu mà vùng điều kiện và vùng cần tính hai vùng này là trong cùng một cột hay là trùng nhau thì chúng ta cái phần phía sau chúng ta không cần đánh. Nếu mà trùng nhau thì không cần đánh phần phía sau nữa. Chúng ta chỉ cần đánh thế này thôi. Excel nó sẽ hiểu là gì? Tôi sẽ tính cho cột xuất kho đấy. Đúng không? Enter. À, thì chúng ta sẽ được kết quả như thế. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái chuyên đề của bài học tiếp theo. Xin chào.